Yo 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 yo, hello anh em, hi hi. Chào mừng em quay trở lại với Kenshin Park và channel của mình. Lại là mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Mình nhớ lần trước cái buổi tọa đàm của nhóm phát triển phiên bản 4.5. Người chơi rất là mong chờ về nó, nghĩ rằng là 4.5 sẽ là một cái phiên bản tối ưu. Nhưng mà kết quả sau đó thì lại ngã ngửa, bởi vì cái tối ưu của phiên bản 4.5 nó không nhiều như anh em mong đợi. Nhiều người nhận xét rằng là như kiểu làm cho có. Nói chung là người chơi khá thất vọng với buổi tọa đàm nhóm phát triển của 4.5. Vậy thì bây giờ, với sự xuất hiện của buổi tọa đàm nhóm phát triển 4.6, hãy cùng mình tìm hiểu xem là những nội dung của nó là gì, liệu rằng người chơi có thất vọng với nó không hay là lại tìm thấy những điều thú vị nhé. Khi mình truy cập cái trang chính thức của nhà phát hành thì phát hiện ra là cái buổi tọa đàm phát triển này được đăng khoảng 20 phút trước. Lúc mình đang ngồi máy tính là khoảng đâu đấy là 9:50. Đầu tiên họ ghi rằng là buổi tọa đàm nhóm phát triển 10 tháng 4 ưu hóa la bàn tầm bảo và chế tạo nhanh giống chuẩn ca, chỉ có hai cái đấy thôi, nhưng thực sự thì bên dưới nó sẽ có nội dung nhiều hơn. Nhà lữ hành thân mến, buổi tọa đàm của nhóm phát triển kỳ mới đã đến rồi đây. Kỳ này sẽ mang đến cho nhà lữ hành ưu hóa tính năng la bàn tầm bảo, chế tạo nhanh ống trần ca, điều chỉnh giao diện nhiệm vụ và trải nghiệm chuyên tâm nhiệm vụ v.v. Để giúp nhà lữ hành nhận dương nhanh hơn sau khi cập nhật phiên bản 4.6, khi nhà lữ hành sử dụng các loại la bàn tầm bảo, các loại nha anh em, tức là một cái update chung, tất cả những cái la bàn cũ đều được update. Trên bản đồ sẽ xuất hiện ký hiệu rương và tự động đi theo rương. Ủa, là tự động đi theo rương hả? Là sao? What? Giúp nhà lữ hành nhanh chóng tìm kiếm kho báu. Ủa, cái tự động đi theo rương này có phải là nó bấm theo dõi không anh em? Đây này, mình nghĩ chắc là ấm theo dõi chứ. Còn tự động đi theo rương ở đây, nếu như kiểu theo mình hiểu một cách kiểu nghĩa đen của nó là giống như kiểu mấy cái game mobile, game rác, nhân vật chúng ta sẽ tự đi tìm rương luôn. Mặc dù ở trên mobile thì có thể quay là tính năng rác, nhưng mà trong Genshin thì hiện tại mình quá lười nên đang ủng hộ tính năng này. Mình chỉ đùa một chút thôi. Nói chung ấy là cái la bàn tìm rương này thì nó sẽ được cập nhật, nó tương tự với... Nó giống với cái thông tin tin đồn mà mình đã đăng khá nhiều lần trước đó, từ trong bản tin cuối tuần rồi trong cái video của mấy ngày hôm trước. Ở trong này thì họ không có sâu về cái hình ảnh chi tiết, nhưng mà theo mình được biết là cái la bàn tầm bảo này nó sẽ có thể hoạt động được với bản đồ phân tầng, tức là nó sẽ chỉ cho anh em biết là cái rương này ở trên mặt đất hay là ở bên dưới. Sau khi mở rương sẽ tự động làm mới cooldown của la bàn tầm bảo, giúp cho nhà lữ hành dễ dàng tìm thấy rương tiếp theo. Tức là khi mà nó tìm thấy cái rương đó ở trên bản đồ thì chúng ta cần phải đi tìm cái rương đấy mở ra thì mới dùng tiếp được. Nó làm cho anh em kiểu đỡ bị rối. Nói chung là cũng một cái hình thức mà mình thấy cũng được, nhưng mà nó chưa tối ưu lắm. Nó hiển thị rương này sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái đường vàng vàng nó chỉ cắm đầu đất là coi như chịu rồi đúng không anh em. Hiện tại thì mình cho cái cập nhật này là 9.5 điểm trên 10. Ok, hãy cùng mình tìm hiểu phần tiếp theo nhé, về cộng đồng. Vâng, về cái phần cộng đồng này thì họ ghi rằng là trong phiên bản mới, để nhà lữ hành dễ dàng nhận biết bạn bè cùng chơi, chế độ nhiều người chơi sẽ hỗ trợ hiển thị ghi chú bạn bè của đối phương. Tức là từ bây giờ, trong cái chế độ co-op, khi mà một người xin vào thế giới của anh em thì anh em sẽ biết được rằng đó là bạn bè hay là kẻ địch hay là kẻ trộm. Khi nhà lữ hành liên kết chế độ nhiều người chơi cùng bạn bè, trong giao diện ấm trần ca, nhiều người chơi thiết lập đội cũng sẽ hiển thị ghi chú của bạn bè. Trong hành trình, nhà lữ hành đã trải qua nhiều câu chuyện thú vị, kết giao với nhiều người bạn ở Tây Vát. Trong phiên bản mới, khi nhà lữ hành hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chỉ định sẽ mở khóa hình đại diện liên quan đến nhiệm vụ. Ồ, cái này cũng là một cái rất là hay này. Và mình đã đọc ở trong những cái thông tin tin đồn trước đó. Nhưng mà lúc đấy không được dùng hình ảnh để làm minh họa. Với cái minh họa này, anh em có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái phần avatar mới. Nếu nhà lữ hành đã hoàn thành nhiệm vụ liên quan trước khi cập nhật phiên bản 4.6 thì sau khi cập nhật sẽ mở khóa hình đại diện tương ứng trong một đợt luôn. Nói chung là nếu như anh em chăm chỉ làm cái phần chuỗi nhiệm vụ ấy của các phiên bản thì cái phần này mình nghĩ anh em sẽ mở ra được hết. Theo mình biết thì những cái chuỗi nhiệm vụ này nó còn liên quan đến cả Aranara rồi những cái nhiệm vụ của Ru ở cái đảo sương mù nữa. Chúng ta cùng đợi xem là khi update xong thì anh em có nhận được full tất cả những cái này luôn không nhá. Tiếp theo là về phần bản đồ. Về cái phần bản đồ này thì do hiện tại là đã có khá nhiều những cái icon, những cái đánh dấu trên map rồi, nên chúng ta sẽ có thêm một cái nút tùy chỉnh để có thể bật tắt hiển thị những cái icon đó. Hiện tại thì mình chưa rõ là nó sẽ đóng góp như thế nào về trải nghiệm của người chơi. Nhưng mà nếu như chúng ta có thêm một cái công cụ, có thêm một cái tự do hơn để tùy chỉnh thì mình nghĩ là nó sẽ là một cái điều tốt. Đồng thời giao diện hiển thị khu vực cũng sẽ được điều chỉnh thành kiểu gọn nhẹ hơn. Trước đây là kéo thành một cái list rất là dài, còn bây giờ thì họ đã làm cho nó nói chung là tiết kiệm không gian hơn. Như thế này thì dù có update thêm rất nhiều vùng đất nữa thì anh em vẫn có thể nhanh chóng chọn được cái khu vực mà mình cần tương tác. Về ấm trần ca. Về ấm trần ca thì cái phần chế tạo nhanh, danh sách chế tạo và nhận nhanh này thì trước đó họ đã nhắc đến rồi. Bây giờ thì nó chính thức cập nhật ở phiên bản 4.6. Bây giờ khi chế tạo chống trần ca thì anh em có thể nhận nhanh. Nó giống như kiểu là cái update phái thám hiểm rồi là cái update nhận đồ rèn ấy. Về đồ trang trí còn thiếu thì có thể thêm vào danh sách chờ chế tạo trong Tappy.
Anh em mà sử dụng ấn chuẩn K nhiều thì anh em sẽ quan tâm đến cái này. Khi anh em nhấn vào cái ô nhận hết những cái đồ đang chế tạo, nếu như mà có đồ còn chưa hoàn thành thì họ sẽ cho anh em một cái nút để sử dụng cái bình tiên tốc để tăng tốc luôn. Theo mình thì đây là một cái tối ưu cũng rất là chú ý đến cái tiểu tiết rồi. Về cái giao diện chống trần ca thì họ đã bổ sung thêm những cái phần bộ lọc để anh em có thể dễ dàng tìm kiếm món anh em cần. Trong phiên bản mới thì họ còn tiến hành ưu đãi giảm giá với các đồ trang trí bản vẽ chống trần ca. Bây giờ anh em mua sẽ rẻ hơn. Các mặt hàng trong cửa hàng đồ trang trí và bản vẽ đồ trang trí ra mắt từ phiên bản 2.8 trở về trước. Tức là các cái phiên bản sau thì họ cũng sẽ lần lượt mở rộng cái phạm vi giảm giá này. Nó giống như kiểu là cái chắp thánh ấy, di vật ấy, nó dần dần sẽ bổ sung thêm những cái di vật cũ vào. Đồng thời cái danh sách chế tạo đồ trang trí cũng sẽ tăng lên 10 luôn. Nó sẽ có thể giúp cho nhà lữ hành chế tạo đồ trang trí một cách nhanh chóng hơn. Về cái phần phát nhạc cho âm trần ca thì cũng đã được tối ưu thêm một chút. Về phần nhiệm vụ, giao diện nhiệm vụ sẽ hiển thị đạo cụ liên quan đến nhiệm vụ này. Tức là ví dụ như kiểu là cái quest của Andanara thì nó sẽ hiển thị cái quyển sách ở trong đó. Và họ lấy luôn cái nhiệm vụ Andanara làm ví dụ. Trong giao diện nhiệm vụ danh vọng khẩn cầu của cư dân sẽ thêm ký hiệu màu đỏ. Ồ, cái này cũng hay này. Nó sẽ dùng đến cho những cái ví dụ như bây giờ thì anh em mắc của Fontaine rồi chẳng hạn, thì đến Lan có thể anh em sẽ cần. Lúc đó chúng ta sẽ phân biệt được là cái danh vọng đi đánh quái với cả danh vọng của cư dân nói chung. Trong một số nhiệm vụ phiên bản mới, nhà lữ hành có thể mở chế độ chuyên tâm, tránh việc nhân vật hoặc khung cảnh bị nhiệm vụ khác chiếm dụng. Chế độ chuyên tâm này nó sẽ giúp cho anh em tập trung vào làm một cái nhiệm vụ anh em đang làm mà không bị phân tâm vào những nhiệm vụ khác. Nó hoạt động trong thực tế hiệu quả như thế nào thì mình chưa rõ. Tóm lại thì mình ấn tượng nhất chắc chắn là về cái la bàn tầm bảo rồi. Sau đó thì đến cái phần avatar cho người chơi. Rồi những cái phần tập ấm trần ca này thì cũng khá là thú vị. Nhìn chung thì chúng ta thấy rằng buổi tọa đàm nhóm phát triển lần này mang đến nhiều thông tin hấp dẫn hơn so với lần trước. Khá nhiều, có những thứ thật sự thiết thực. Tuy nhiên ấy, thì cá nhân mình thì còn thấy rằng là vẫn còn rất nhiều những cái tối ưu khác mà trong cái buổi tọa đàm nhóm phát triển này họ chưa đề cập. Họ vẫn chưa thật sự làm được nó nhanh chóng và hiệu quả. Có những thứ đang rất cần thiết thì vẫn chưa update. Vậy anh em nghĩ rằng là cái tối ưu của Genshin thì cần thêm những cái tính năng gì? Mình biết anh em sẽ để lại bình luận như kiểu là lưu thánh nhân vật các kiểu rồi. Nhưng mà ngoài cái đấy ra thì anh em còn cần thêm những điều gì nữa? Anh em hãy để lại bình luận nhé. Biết đâu đấy cái tính năng mà anh em cần sẽ có mặt trong những cái buổi tọa đàm nó phát triển sau thì sao? Nhắc đến phần tối ưu thì mình nghĩ rằng cũng cần phải nhắc đến cái nội dung endgame, nội dung cuối game. Chúng ta đã nhắc về cái phần này rất là nhiều rồi. Từ những cái thông tin là nhà phát hành đang tuyển người làm những cái nội dung cuối game cho đến những cái thuyết âm mưu rồi những cái phần tưởng tượng của người chơi liên quan đến nội dung này. Thì gần đây nhất thì mới đây thôi, ngay ngày hôm qua, có một cái thông tin về chuyện là ở phiên bản 4.7 chúng ta sẽ có một nội dung tương tự như La Hoàn. Nó sẽ có những cái tầng mà trong đó thì sẽ có những vòng quay ngẫu nhiên. Theo mình thì có thể là cái nội dung mới này nó sẽ làm khác với cái La Hoàn hiện có, mà nó sẽ chia ra theo kiểu là giống như kiểu là vũ trụ mô phỏng và kể chuyện hư cấu rồi giành được lãng quên ở bên Honkai Shoujo ấy. Ý mình là nếu như nó xuất hiện nội dung mới như thế thì chắc chắn là nó sẽ có những cái cách chơi khác biệt và người chơi sẽ phải tìm hiểu lại. Khi đó chắc chắn là cái hứng thú của người chơi đối với Genshin sẽ tăng lên rất là nhiều. Thông tin về cái tính năng này hiện tại thì còn rất là mơ hồ và nhằm theo mình thấy thì nó khá là xấu. Chưa rõ đây có phải là tin đồn thật hay là tin thất thiệt. Mình biết về thông tin này và mình nghĩ rằng cần phải nói với anh em thì mình đăng thôi. Hy vọng là với cái thông tin này thì trong các cái phiên bản sắp tới đây chúng ta sẽ có những nội dung endgame thật sự để giúp cho người chơi có thêm kênh mới để trải nghiệm này, rồi có một kênh nữa để kiếm nguyên thạch. Nói chung nó sẽ làm cho tựa game hấp dẫn hơn. Có một chuyện khá là kỳ cục. Khi mình phân tích xong những cái tối ưu của phiên bản 4.6, mình quay trở lại HoYoLab F5 thì thấy rằng là cái bài đăng về tối ưu đó đã bị xóa. Facebook thì vẫn còn, đây, một giờ trước đã đăng. Sau đó thì khi bấm vào trong HoYoLink này, thì nó báo rằng là ở đây trống vắng quá. Không biết rằng có phải là một cái lỗi gì đó khiến cho họ phải xóa đi không? Kiểu infographic các kiểu hay là thông tin gì đó. Nó khá là kỳ cục anh em ạ. Mình sẽ kiểm tra lại trên cái trang chủ. Khi kiểm tra trên trang chủ thì bài đăng vẫn còn. Đây là bài đăng ở trên trang chủ này. Trên này ảnh to hơn, nhìn nét hơn. Lâu rồi mình không vào trang này bởi vì thi thoảng có những bài ở đây họ không đăng đầy đủ ấy. Về cơ bản thì nó vẫn là những cái nhưng chúng ta vừa thấy thôi. Chỉ là trên HoYoLab thì bài đăng lại bị xóa. Thời điểm xóa bài đăng trên HoYoLab là đâu đấy là 10:47 nhá. Khi vào lại HoYoLab thì chỉ thấy là bài đăng từ 2 ngày trước thôi. Cái này gọi là update theo từng phút chứ không phải là theo giờ nữa anh em. Một phút trước đã đăng lại vào lúc khoảng 10:51 và cái lượt view anh em thấy là từ còn 1.398. Trước đó cái số lượng mắt đã lên đến khoảng mình thấy là 40-50.000 gì đó. Và bình luận mình thấy chắc sẽ nhiều người phát hiện ra cái chuyện vừa bị xóa này. Tại sao mà cái bài đăng này lại bị gỡ xuống và đăng lại sau khoảng vài phút như vậy?
áo mai anh em ạ. Để mình thử kiểm tra lại xem là cái bài đăng này nó có khác gì so với cái mình vừa đọc không. Khi mình ép lăm lại và đọc thêm phần bình luận thì mình thấy rằng nhiều người cho rằng là họ đã nhỡ leak ra cái nhiệm vụ 4.6 của Alex Kino, cho nên là có thể họ đã phải thay đổi cái infographic. Cá nhân mình thì mình thấy cẩn thận như thế thì hơi quá, bởi vì thực sự cái tên nhiệm vụ nó cũng không có ảnh hưởng gì. Nói chung đây là cái thông tin bên lề và nó không ảnh hưởng gì đến cái nội dung mà mình cung cấp trong cái video này. Và đây, update cũng theo phút luôn. 11 giờ 00 phút thì chúng ta đã có thông báo chương trình đặc biệt Genshin Impact phiên bản 4.6. Mặc dù bảo rằng cái thông tin này mang tính thủ tục nhưng mà mình cũng rất là mong chờ về nó. Muốn đọc một cách chính thức anh em ạ. Nhà lữ hành thân mến, thời gian thông báo đây. Chương trình đặc biệt phiên bản mới của Genshin Impact sẽ phát sóng vào lúc 7 giờ tối ngày 12 tháng 4 2024 UTC+7, đã đổi sang giờ Việt Nam rồi anh em. Và 19 giờ tối nhé. Trên kênh Twitch và YouTube chính thức, như vậy là nó giống với phiên bản 4.5 sẽ có tiếng Việt luôn. Chương trình đặc biệt kỳ này sẽ mang đến cho các bạn những nội dung và thông tin mới nhất về phiên bản 4.6, còn có mã đổi thưởng xuất hiện bất ngờ trong chương trình. Chắc chắn là cái live 4.6 này nó sẽ có cực kỳ nhiều thông tin luôn, bởi vì nó còn có cả bot tuần rồi những cái phần update của map mới nữa. Nhà lữ hành hãy chú ý theo dõi, chúng ta không gặp không về nhé. Nếu như không có gì thay đổi, mình sẽ cố gắng bố trí thời gian để like cái chương trình đặc biệt này. Hy vọng là anh em sẽ dành thời gian theo dõi nó cùng với mình nhé. Ok anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái buổi live thật là vui. Đây là ảnh live chibi của tiếng Nhật. Chúng ta thấy có cả chai cả dông ly ở đây nữa. Để mà dựa vào những cái chibi này để đoán banner thì chắc là khó lắm. Chúng ta hãy cùng đợi đến live đặc biệt đi anh em. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video tổng hợp tin tức hôm nay của mình nhé. Anh em hãy để lại bình luận về những cái phần tối ưu và những cái thông tin liên quan mà anh em quan tâm. Chúc anh em một ngày thật vui nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nhé.